Đây là order của anh Tư, gồm có 8 ghế Lux Royal SV550 màu trắng, có hệ thống auto fill tự động tắt nước. Order của anh chị đã được hoàn thành. Thì đầu tiên em xin cảm ơn anh chị đã order ghế bên em. Thì em xin giới thiệu sơ qua về ghế của mình. Ghế của mình đã được hoàn tất kiểm tra về phần hệ thống nước và cũng đã kiểm tra về phần hệ thống massage của lưng ghế. Về phần hệ thống massage của lưng ghế thì bên em đã cho test rất là kỹ để đảm bảo lưng máy của mình chạy êm, hoàn toàn không có tiếng kêu, máy chạy rất là smooth. Còn về phần hệ thống nước thì bên em đã cho test trong vòng 3 tới 4 tiếng. Trong vòng 3 tới 4 tiếng này thì có người kiểm tra ghế liên tục cho anh chị, đảm bảo ghế của mình không bị leak nước. Mọi thứ hoạt động ổn định. Còn về phần ngoại thất bên ngoài của ghế như là da, tay ghế, bay, footrest thì bên em sẽ cho bảo vệ kỹ để đảm bảo ghế của mình luôn trong tình trạng mới nhất khi nhận ghế, không bị gì damage. Đây là order 8 ghế của anh chị. Thank you.